Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Chris Nguyễn. Và tôi là Nguyễn Văn Vịnh. Tiếp tục ra farm cá biển để nói chuyện về con cá biển. Hiện nay đang có những phương pháp mới để áp dụng vào trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các đối tượng nuôi biển, để chúng ta giảm thiểu cái vấn đề liên quan đến tắm định kỳ bằng nước ngọt. Mỗi một năm và mỗi một thời điểm cũng như mỗi một giai đoạn nuôi, nó sẽ có những cái biến động và những cái biến đổi, những cái thay đổi khác nhau, và chúng ta cần phải thích ứng và thay đổi linh hoạt để phù hợp với điều kiện về môi trường trong cái thời điểm biến đổi khí hậu như thế này. Ngày xưa trong cái quy trình về nuôi trồng thủy sản cũng như là nuôi các đối tượng nuôi biển thì có cái phương pháp gọi là phương pháp phòng trị bệnh bằng phương pháp tắm nước ngọt định kỳ, ví dụ như là 7 ngày tắm một lần hay là 10 ngày tắm một lần, hoặc là khi có dấu hiệu của sự gọi là cảm nhiễm ký sinh trùng trên da và mang, ví dụ như con mè cá hay là trùng quả dưa hay trùng bánh xe, thì thường thường là người nuôi sẽ tiến hành tắm cá bằng nước ngọt. Đến sau đó bắt đầu cái phương pháp tắm cá nước ngọt bắt đầu là không còn hiệu quả nữa, thì người nuôi bắt đầu chuyển sang cho một số cái hóa chất để gọi là bổ trợ thêm để cái phương pháp tắm cá cho nó hiệu quả, thì dùng thêm formalin, đồng sun phát, thì nhưng cái nó cũng có cái ưu và nhược điểm. Cái ưu điểm đó là sẽ làm cho ký sinh trùng sẽ bị say và hoặc là bị nhiễm độc và bung ra nhanh hơn, làm cái phương pháp tắm nó hiệu quả hơn. Nhưng cái nhược điểm lại làm con cá bị stress và bị tụt nhớt. Và nếu mà con cá vào thời điểm chúng ta tắm mà nó bị vào giai đoạn trễ, không phải là cái giai đoạn sớm, thì nó sẽ gây ra tụt nhớt và hao hụt rất là nhiều, thậm chí có thể là hao hụt đến 80-90% cái đàn khi bị cảm nhiễm và ký sinh trùng. Nó chỉ phù hợp cho khi con cá còn đang trong giai đoạn mới cảm nhiễm và cá còn đang rất khỏe thì phù hợp. Đó. Thì sau đó đến một thời gian, ví dụ như thời điểm này, thì cái phương pháp tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng là phương pháp tắm cá, nhưng chúng ta dùng những cái bạt lớn để chúng ta bao hết một cái lồng 8x8 hoặc là 4x4, thì chúng ta sẽ lùa cá vào và chúng ta tiến hành tắm cá bằng nước mặn luôn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái hóa chất với cái liều lượng tăng gấp đôi so với tắm cá nước ngọt. Đó, thì cũng có một cái tác dụng, cái ưu điểm đó là chúng ta không phải tác động là chúng ta bắt con cá lên trên thúng để chúng ta tắm, thì nó sẽ làm con cá ít bị stress hơn. Nhưng mà cái thời gian tắm rất là lâu và kéo dài, và hiệu quả thì mang lại cũng, nếu mà cái người nuôi có kinh nghiệm và có trình độ, thì chúng ta sẽ không bị những tình trạng là dùng quá liều hóa chất dẫn đến là có thể là sẽ chết do bị quá liều chứ không phải là chết vì do ký sinh trùng. Đấy là những cái ưu và nhược điểm khi sử dụng hóa chất và cũng như cái phương pháp tắm cá khác nhau. Và đến bây giờ thì chúng tôi có một cái áp dụng một cái phương pháp mới, đó là sử dụng những cái hòa những cái hợp chất gọi là chống được cái sự cảm nhiễm của ký sinh trùng, có thể sử dụng những sản phẩm từ chiết xuất từ xoan hay là từ cau tỏi, nó có những cái hoạt tính như tannin, saponin hoặc là betaine. Đó, thì những cái này thì khi mà chúng ta cho ăn định kỳ khoảng 10 ngày hoặc là 15 ngày thì chúng ta tiến hành cho ăn một lần. Nếu mà chúng ta cả có con cá mà nó bị tình trạng tụt nhớt hoặc là có dấu hiệu lở loét, thì chúng ta có thể cộng thêm dùng oxytetracycline, cái kháng sinh nó khá là phổ biến, để chúng ta kết hợp dùng. Chúng ta sẽ tách ra, ví dụ như là buổi sáng chúng ta dùng cái sản phẩm để gọi là điều trị ký sinh trùng, thì buổi trưa, buổi chiều thì chúng ta có thể sử dụng kháng sinh, hoặc là sau 2 tiếng thì chúng ta có thể sử dụng kháng sinh oxytetracycline theo liều đã được hướng dẫn trên nhà sản xuất. Thì nó cái điều này đó, nó sẽ làm cho ở cái da cá hoặc là cái mang cũng như cái nhớt cá nó sẽ mang theo cái thành phần của những cái chất mà chất chát như vậy, mình gọi là chất chát đi, những cái sản phẩm chiết xuất từ xoan hay từ cau, từ tỏi
Như ví dụ như là tannin, saponin hay là betaine thì nó là những cái chất mà có cái gọi là đắng và chát, thì sẽ làm cho ký sinh trùng khi mà cảm nhiễm vào nó hút máu, nó sẽ có cái vị đó, và nó sẽ rời ra. Còn cái oxytetracycline là một cái kháng sinh phổ rộng và dùng khá phổ biến để chúng ta sẽ phòng và trị những cái bệnh liên quan đến lở loét và tụt nhớt. Mặc dù là hiện nay thì oxytetracycline nó cũng khá là bị kháng rồi, nhưng mà đâu đó nó vẫn có tác dụng nhất định khi mà chúng ta sử dụng đúng cái thời điểm để chúng ta điều trị. Đấy là những cái mà thông tin mới nhất mình cập nhật. Và đợt vừa rồi ở các vùng nuôi như Tam Hải, Núi Thành hay là kể cả Phú Yên cũng như là Cam Ranh hay là Vũng Tàu đều gặp những tình trạng như vậy, và đây là mình chia sẻ cho các bạn là một cái mới nhất để chúng ta có thể áp dụng. Toàn bộ những cái mình chia sẻ cho anh em quan tâm nuôi biển đều là những vấn đề mà mình trực tiếp làm và được khảo nghiệm và đã có những tác dụng nhất định để chia sẻ cho anh em, chứ không phải là những thông tin mà mang tính chất lý thuyết. Tại vì nhiều khi lý thuyết nó lại không phải là như vậy. Nhiều khi lý thuyết khi mình nói ra cái vấn đề này, nhiều khi những nhà khoa học theo nghiên cứu theo theo cái hàn lâm ấy, thì họ sẽ không chấp nhận cái phương pháp đó, tại vì nó về cái ngữ lý thì có thể là chưa có hợp lý đó, nhưng mà trong cái thực tế áp dụng hiện nay thì như vậy thì nó đang có một cái hiệu quả khá là rõ rệt, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và áp dụng. Rồi đây là thông tin mình chia sẻ cho các bạn về cái phương pháp mới nhất để chúng ta phòng và trị bệnh ký sinh trùng trên cá biển. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới video, và cũng rất là mong muốn các bạn hãy đăng ký và cho mình một like cũng như chia sẻ kênh Chris Nguyễn để cho tất cả những ai quan tâm về nuôi biển để chúng ta cùng nhau thảo luận và có những cái vấn đề để chúng ta trao đổi, để chúng ta tháo gỡ, tránh tình trạng chúng ta khi có những người đã từng trải qua đã phải trả giá, và chúng ta là những người đi sau hoặc những người mà chưa có cập nhật được thông tin và chúng ta lại tiếp tục trả giá thì nó rất là tiếc. Đó là cái mong muốn của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.